Trước khi vào video thì anh em đừng quên bấm vào đăng ký kênh của BXT và bấm vào chiếc chuông để nhận được những video mới nhất, hay nhất về game Clash of Clans nhé anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Hey, hello, xin chào toàn thể tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và mình là BXT đây anh em ơi. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đập phá 65 triệu dầu vàng. Thì một con số rất là lớn anh em ơi. Mình một mùa giải vừa rồi đã kết thúc và mùa giải tiếp theo đã đến rồi. Cái nhiệm vụ thử thách mùa giải tháng 5 2019 anh em ơi. Thì có skin queen phần thưởng đây anh em. Mà mình đã làm được mới được một mốc thôi anh em ơi. Không có thời gian để làm nhiệm vụ. Và skin queen nó chính là lên 2540 điểm, là có thể cần 2540 điểm nữa mới có thể được cái queen cấp nữ hoàng giác đấu. Ok, queen giác đấu anh em ơi. Và mình sẽ không dài dòng liên thuyên nữa, thì mình sẽ đồ thì mình đủ hết rồi, bây giờ chỉ nâng thêm 242 cục tường thành nữa thôi là mắc hết rồi anh em ơi. Thì mình sẽ nâng tường thôi nhé anh em. Nào, bắt đầu nào. Cảm giác nâng tường này đã tay thiệt anh em ạ. Cái cảm giác rất nhiều dầu vàng để nâng tường. Ôi, cảm giác này không bao giờ ngờ được anh em ơi. Khá là phê anh em. Tiếp tục nào. Để mình xem nâng được bao nhiêu cục nha anh em nhé. Khá là phê anh em ơi. Tại sao mình bảo là 65 triệu dầu vàng mà trong khi ở đây nó chỉ có hơn 20 triệu dầu vàng? Đó chính là ở trong cái này. Đây, tăng 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 tăng. Ở trong đây còn rất là nhiều anh em ơi. Mở đã hết rồi. Khá là nhiều anh em ạ. Thủ ở đây nữa, khá là nhiều. Và ở đây được 500.000 vàng nữa. Vậy anh em thấy rất là nhiều không? Để mình xem là nâng được rất là, nâng được khá là nhiều dầu vàng anh em ạ. Nâng được khá là nhiều anh em ơi. Rồi thì để mình xem là nâng được bao nhiêu cục. Nãy là 242. Wow, nâng được 12 cục anh em ạ. Tiếp tục một cục này nữa này, là 13 cục anh em ơi. Còn 40k dầu vàng thôi. Vâng, thì một cái thì khá là hay anh em ạ. Phê, công nhận là phê. Không có gì phê bằng những lúc đập phá như thế này. Đập thì rất là nhanh, nhưng mà nó muốn ấy thì khá là lâu anh em, cày mọi mặt, một mặt cày mãi không xong. Thì còn 229 viên nữa thôi, mình mới đập được có 16 viên. Tổng cộng từ nãy giờ đập được khá là nhiều anh em ạ. Được hẳn 12 viên rồi, mình đập trước 6 viên rồi. Rồi thì bây giờ King Queen vẫn chưa tỉnh đâu. Chắc không cần King Queen đâu, đi pha một trận để cho clip nó dài hơn một chút. Sau đó nghỉ xịt ấy thôi, là ngừng clip thôi. Thì mình xem này, đi farm, nhà nào dâu. Combo đi farm đó chính là miner nhé anh em. Dâu đen có rất là nhiều anh em nào muốn mình làm về lính dâu đen thì anh em có thể comment phía dưới video này nhé. Bây giờ đi kiếm nhà nào thật là nhiều dầu vàng để đi farm nhé anh em ơi. Không có nhà nào luôn anh em ạ. Toàn nhà 300, 500 không à. Như này thì làm sao mà farm đây. Dầu vàng nhiều chút đi nào. Nhà này thì dầu vàng cũng khá. Có lẽ là mình phải đi xả lính dầu đen để cướp cho nó dầu anh em ạ. Chắc đánh luôn nhà này, nhưng mà nhà này dầu hơi ít. Ủa, được cái nhà này dầu nhiều dầu vàng nhưng mà nó không ăn thua. Tại vì sao không ăn thua là tại vì nó khá là khoai em ạ. Khoai cực kỳ luôn, đánh không nát được đâu. Nhìn vậy chứ làm sao mà đánh nát được. Pro đến mấy thì cũng lúc nào nó cũng phải có mấy pha xịt chứ không phải là lúc nào nó cũng ăn mãi được đâu anh em ạ. Có khi còn hay không mà hên đâu anh em. Nhìn nhà cực kỳ khó nhưng mà hên lại ăn được thì quá là vui anh em ơi. Chẳng qua là người ta đánh hay là người ta phải xem có những thời gian để người ta còn đánh chứ không phải là lúc nào cũng ấy. Bản cập nhật mới anh em có thấy gì thay đổi hay không? Nó thay đổi về những cái gì anh em chắc nhiều anh em cũng chưa biết đâu nhỉ. Chắc sửa lại ra thêm một bản cập nhật mới nữa anh em ạ.
Dạo này gần đây thì Supercell nó cho ra rất là nhiều bản cập nhật, và trong khi đó thì game nó chẳng cải thiện được đáng là bao nhiêu. Thôi đi đánh một trận luôn đi, cứ đánh bậy vào đấy luôn đi chứ đợi hoài thấy nhà nào đâu. Chơi được nhà nào đánh nhà đấy, gồng lên hết sợ gì, sợ bố con thằng nào đấy đúng không anh nhé. Sợ gì, không cần sợ hết anh em ạ, cứ vậy một chiến thua thì thôi, thế thì anh chấp hết. Anh em nghe câu quen không, một mình anh chấp hết, chẳng sợ bố con thằng nào, chấp hết. Mình anh chắc hết. Rồi tiến lên nào anh em ơi. Rồi lại mình cũng đang làm nhiệm vụ thu thập sao để lấy điểm. Mình còn làm anh em ạ. Chứ mình không làm thu thập sao thì có lẽ là không có điểm. Và anh em nào có ý tưởng gì nào hay hay và đừng có chối quá nha anh em nhé. Càng chối thì mình càng khó chơi anh em ạ. Tối quá mình không thể nào chơi được đâu, tại vì mình cực kỳ tay cú anh em ơi, chứ đâu phải dễ đâu. Hình như vẫn đang còn sự kiện bóp một game cho kho dầu vàng thì phải, có lẽ mình phải bóp một game cho dầu vàng để làm xong cái nhiệm vụ này, lấy 200 điểm cho nó nhanh anh em ạ. Làm được 200 điểm khá là ngon rồi, nhưng mà mình mới làm được có 40 điểm thôi anh em ơi, hay là 60 điểm gì đấy, đúng rồi, mới có được 60 điểm thôi. Còn rất là nhiều điểm nữa mình luôn. Xong anh em ạ. Cố gắng từng chút một anh ơi. Trận này chắc chắn là không được 3 sao rồi, nhưng mà cũng có cố gắng. Nếu như còn thời gian thì cũng không được 3 sao. Con đại quản giáo của mình đâu? Sao nó chết nhờ? Thôi, ăn hết tài nguyên của người ta rồi, cũng phải kết thúc trận chiến thôi. Có lẽ là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nào thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Anh em hãy giúp mình lên 1.000 sub nhanh chóng nhé anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye.